năm nay thầy sẽ giải chi tiết đề thi trung học phổ thông quốc gia môn hóa đề số 1. Thầy sẽ giải 80% số câu hỏi trong đề, số câu còn lại các em tham khảo thêm trong sách giáo khoa. Chúng ta đi vào câu số 1. Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Thì đây chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Có một kiến thức thầy lưu ý cho chúng ta ở câu hỏi này, đó là các kim loại kiềm, li ti, natri, kali và kiềm thổ như beri, magie, canxi, bari thì chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Vậy câu hỏi này đáp án A, đáp án B và đáp án D là các kim loại kiềm và kiềm thổ, do đó là chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Câu 2. N-metin-metan-amin có công thức phân tử là? Thì trước hết chúng ta phải hiểu được đây là tên gọi của một amin, đây là tên thay thế của amin. Vậy thì qua tên gọi này chúng ta suy ra được công thức, đây chính là dimethylamin. Đáp án câu này sẽ là đáp án C. Câu 4. Trong các kim loại nhôm, magie, sắt và đồng, kim loại có tính khử mạnh nhất là? Đáp án sẽ là B. Ở đây thầy sẽ sắp xếp theo tính khử tăng dần như sau. Đồng tính khử sẽ yếu hơn sắt, sắt tính khử yếu hơn nhôm và nhôm tính khử yếu hơn magie. Thì để làm được câu hỏi này buộc chúng ta phải thuộc dãy điện hóa. Và đây cũng là một cái kiến thức hết sức là quan trọng. Câu số 6. Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là? Để giải quyết được câu hỏi này thì chúng ta phải hiểu nguyên tắc làm mềm nước cứng. Thì đây thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta nguyên tắc làm mềm nước cứng là như thế nào. Vậy để làm mềm nước cứng là chúng ta sẽ giảm nồng độ các ion canxi 2 cộng, magie 2 cộng trong nước cứng. Và chúng ta lưu ý là hai ion này thì lại kết tủa được với ion phosphat. Vậy ở câu hỏi này chúng ta chọn đáp án A. Tờ vào câu 7. Tơ được sản xuất từ cellulose là? Chúng ta sẽ chọn đáp án A, đó là tơ visco. Thì có một kiến thức thầy nhắc lại cho chúng ta, đó là trong chương trình phổ thông đó là hai tơ được sản xuất từ cellulose, đó là tơ visco và tơ acetat. Câu 8 là một câu bài toán đơn giản, là cho một hỗn hợp gồm có diethylamine và glycerin tác dụng với Willis dung dịch acid lauric, yêu cầu tìm thể tích dung dịch acid lauric. Thì nó đơn giản thôi, hai chất này chúng ta ghi phương trình Gai chúng ta thấy là phản ứng với HCl tỷ lệ là 1:1. Từ đó chúng ta suy ra được số mol của HCl bằng 0.1 mol. Và chúng ta suy ra được V bằng 100 ml. Đáp án câu này sẽ là D. Câu 9. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại? Ở đây thì chọn đáp án là B, tính cứng. Chúng ta lưu ý là ở điều kiện thường đó thì tính chất vật lý chung của các kim loại đó là tính dẻo này, tính dẫn điện này, dẫn nhiệt này và có ánh kim. Đây là kiến thức giáo khoa thôi. Câu 10. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc nhưng không tác dụng được với kim loại natri? Hiện nay chúng ta cần nhớ như thế này mấy em. Este của axit formic đó thì tham gia phản ứng tráng bạc. Este thì không tác dụng với kim loại natri. Như vậy thì đây đề bài ta yêu cầu là chất này là tham gia tráng bạc. Vậy thì có thể là đáp án A là axit formic hoặc là đáp án C, methyl formate. Nhưng chất này không tác dụng với natri, do đó chúng ta chọn đáp án là C, methyl formate. Câu 11. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Câu hỏi này chúng ta chọn đáp án là A, là triolein. Chúng ta lưu ý là triolein là một chất béo được tạo từ axit oleic. Axit oleic công thức là C17H33COH chứa một liên kết bi C nối C. Do đó là dẫn đến là triolein sẽ chứa 3 liên kết bi C nối C. Nên triolein làm mất màu dung dịch brom. Câu 12. Carbohydrate nào sau đây có nhiều trong nước ép của cây mía? Đây chúng ta dễ dàng chọn được đáp án C. Và ở đây thầy nhắc lại cho chúng ta một số kiến thức. Đó là saccharose thì có nhiều trong cây mía, còn gọi là đường mía. Glucose có nhiều trong quả nho chín, còn gọi là đường nho. Fructose thì có nhiều trong mật ong.
Đây là những cái kiến thức căn bản của phần carbohydrate chúng ta cần phải nắm. Câu 13. Các chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cùng tồn tại có nghĩa là không xảy ra phản ứng với nhau. Vậy ở câu hỏi này chúng ta sẽ chọn được đáp án sẽ là A. Nhìn kỹ đáp án A, ở đây ta cho là sắt 3 nitrat. Nếu chỗ này là sắt 2 nitrat thì sẽ xảy ra phản ứng, còn đây là sắt 3 nitrat thì sẽ không xảy ra phản ứng. Ở đây thầy sẽ liệt kê một số phản ứng của các đáp án còn lại này. Đó là nhôm nitrat tác dụng với ammonia thì cho ra nhôm hydroxit. Đây là dấu hiệu, đây là kết tủ keo trắng. Ở đáp án B, ammoni clorua cộng với kali hydroxit thì giải phóng khí ammonia. Khí này có mùi khai. Đáp án D, bạc nitrat cộng natri phosphat thì cho ra kết tủa bạc phosphat, đây là kết tủa màu vàng. Câu 14 là một câu tìm hiệu sức phản ứng ester hóa. Để tìm hiệu sức phản ứng, chúng ta cần phải có số mol phản ứng và số mol ban đầu. Sau đó chúng ta lấy số mol phản ứng chia cho số mol ban đầu thì ra hiệu sức phản ứng. Và chúng ta ghi quy trình phản ứng ra. Số mol ban đầu của axit và ancol đề bài đã cho rồi. Số mol phản ứng thì chúng ta kéo từ ester qua. Vậy tới đây vấn đề đặt ra là tìm hiệu sức phản ứng theo axit hay theo ancol. Thì chúng ta nhận thấy này, số mol ban đầu của axit là 0.12, ta chia cho 1, chia hệ số của trình phương trình đó nhỏ hơn số mol ban đầu của ancol là 0.15 này, chia hệ số là 1 này. Do đó là hiệu sức phản ứng ester hóa được tính theo axit. Hiệu sức là 66.67%, đáp án câu này sẽ là A. Câu số 15. Cao su buna S và cao su buna N là đồng trùng hợp của butadiene với những cái monomer nào? Thì đây là kiến thức giáo khoa thôi em, đáp án sẽ là B. Ở đây thầy nhắc lại công thức của styrene, acrylonitrile và butadiene. Công thức styrene, acrylonitrile hay còn gọi là vinyl cyanua và butadiene. Câu 16, kim loại M phản ứng được với axit lauryl đồng 2 nitrat và axit nitrit đặc nguội. Kim loại M có thể là kim loại nào? Để đây chúng ta sẽ dễ dàng ta chọn được đáp án B. Đây là đề bài nói kim loại M tác dụng được với axit đặc nguội, axit nitrit đặc nguội. Thì chúng ta đã loại được đáp án A và đáp án C rồi. Kim loại M tác dụng được với axit lauryl thì chúng ta loại được đáp án D rồi. Ở đây thì cũng nhắc lại cho chúng ta một kiến thức, đó là các kim loại nhôm, sắt và chrome bị thụ động trong axit nitrit và axit sulfuric đặc nguội. Câu 17. Cho m gam glucose tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thu được 86,4 gam bạc. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucose rồi cho khí CO2 hấp thụ vào nước vào trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? Vậy câu hỏi này liên quan tới hai phản ứng của glucose, đó là phản ứng tráng bạc và phản ứng lên men. Thì chúng ta chỉ làm đơn giản thôi. Khi glucose tham gia tráng bạc đó thì cho ra 2 mol bạc. Vậy ta lấy số mol bạc chia 2 để ra được số mol của glucose. Để tìm được khí CO2 thì chúng ta ghi phản ứng lên men ra. Vậy thì ta thấy 1 mol glucose cho ra 2 mol khí CO2. Chúng ta dễ dàng tìm được mol CO2 là 0,8 mol. Ta để ý là đề bài cho nước vôi trong dư, nước vôi trong là canxi hydroxit nên dẫn đến mol CO2 bằng mol kết tủa. Đây ta dễ dàng suy ra được khối lượng kết tủa là 80 gram. Đáp án câu này sẽ là A. Câu 18. Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng 2 sunfat, sau một thời gian phản ứng, lấy lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô, đem căng, thấy khối lượng tăng thêm 2,4 gram. Khối lượng đồng bám lên lá sắt là bao nhiêu gram? Ở đây là một câu hỏi liên quan tới dãy điện hóa. Dạng bài toán là nhúng một kim loại vào dung dịch chứa một muối. Thì cách làm đơn giản nhất là chúng ta ghi quy trình phản ứng ra. Sau đó ta căng bằng quy trình phản ứng. Sau khi căng bằng xong, chúng ta đặt số mol vào. Vậy ta nhận thấy là sắt chỗ này nè, nó tan ra là 56 gram và được đồng sinh ra là 64 gram bù lại,
nên dẫn đến cái khối lượng lát sắt tăng. Nên ta dùng tăng giảm khối lượng chỗ này. 64A trừ 56A bằng 2,4. Chúng ta suy ra được A bằng 0,3 mol. À, dễ dàng chúng ta suy ra được khối lượng đồng sinh ra là 19,2 gram. Đáp án câu này là A. Câu 19. Cho các chất sao: nhôm, natri hydrocarbonate, amoni carbonate, amoni clorua và nhôm oxit. Hỏi là số chất vừa tác dụng được với axit lauric, vừa tác dụng được với natri hydroxit. Vậy ở câu hỏi này thì chọn các chất sau. Đó là nhôm, natri hydrocarbonate, amoni carbonate và nhôm oxit. Amoni clorua là muối có tính axit, chỉ tác dụng được với dung dịch natri hydroxit thôi. Vậy ở câu hỏi này chúng ta chọn đáp án D. Ở đây thầy nói thêm, trong bốn chất này thì trừ nhôm ra, ba chất còn lại là có tính lượng tính, đó là natri hydrocarbonate, amoni carbonate và nhôm oxit. Câu 20. Cho các dung dịch sao: aniline, methylamine, ammoniac, axit glutamic. Hỏi là số dung dịch làm đổi màu phenol phthalein. Vậy chúng ta lưu ý là môi trường 3 giờ thì làm đổi màu phenol phthalein, axit thì không làm đổi màu phenol phthalein. Vậy đây thầy sẽ chọn các chất, đó là methylamine và ammonia. Đáp án câu này sẽ là C. Chúng ta lưu ý là aniline cũng có tính 3 giờ, nhưng tính 3 giờ của aniline rất yếu, yếu hơn ammonia. Do đó là aniline không làm đổi màu phenol phthalein. Axit glutamic là môi trường axit, cũng không làm đổi màu phenol phthalein. Câu 21 là một câu hình vẽ liên quan tới ăn mòn kim loại. Có 3 cốc nước, cho vào cốc thứ nhất một cái đinh sắt, cốc thứ hai đinh sắt quấn dây đồng, cốc thứ ba đinh sắt quấn dây kẽm. Và yêu cầu xác định xem trong cốc nào thì đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất. Vậy chúng ta nhận thấy là ở cốc 2 và cốc 3 xảy ra ăn mòn điện hóa. Thầy nhắc lại cái điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Điều kiện thứ nhất là hai điện cực phải khác nhau về bản chất. Có thể là hai kim loại khác nhau, có thể là kim loại và phi kim. Hai điện cực phải cùng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn. Hai kim loại phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Vậy ở cốc 2 và cốc 3 là thỏa ba điều kiện đó. Chúng ta sẽ xét từng cốc. Cốc 3 là kẽm có tính khử mạnh hơn sắt, nên ta đóng vai trò là cực âm và sẽ bị ăn mòn. Khi đó sắt đóng vai trò là cực dương và được bảo vệ. Ở cốc 2, hiện ta thấy là sắt có tính khử mạnh hơn đồng, nên sắt sẽ đóng vai trò là cực âm và sẽ bị ăn mòn. Như vậy thì ta thấy rõ ràng là trường hợp này ở cốc 2, đinh sắt sẽ bị ăn mòn nhanh nhất. Còn ở cốc 1 đó, thì chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thôi, nhưng mà đây là cái dung môi là nước, nên là cái sự ăn mòn nó diễn ra rất là chậm. Vậy đáp án câu này sẽ là đáp án A, cốc 2. Câu 22. Hòa tan 2,16 gram nhôm vào dung dịch axit nitrit loãng dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 17,52 gram muối khan và 0,5376 lít khí ít. Yêu cầu chúng ta là xác định khí ít. Đây là một câu bài toán đơn giản thôi, nhưng mà các em có thể là mắc sai lầm như sau. Đó là các em vào các em bảo toàn E luôn. Các em 3 lần số mol nhôm thì em lấy số mol khí ít em nhân cho số E nhận của khí ít. Em suy ra được Ne bằng 10. E bằng 10 thì kết luận đây là khí nitơ. Rõ ràng đây là cái sai. Vì là cái kim loại tham gia phản ứng đó mấy em là kim loại nhôm có tính khử mạnh. Do đó là cái sản phẩm khử sinh ra có thể có muối amoni nitrat. Chúng ta phải xác định xem cái số mol của muối amoni nitrat này bằng bao nhiêu, khi đó chúng ta mới đi bảo toàn E thì nó mới đúng được. Vậy cách làm đúng đây. Chúng ta suy ra được số mol của amoni nitrat là 0,006 mol. Nghĩa là trong cái khối lượng muối khan này này sẽ gồm nhôm nitrat và amoni nitrat. Nếu chúng ta lấy 17,52, chúng ta trừ đi khối lượng của nhôm nitrat và bằng 0, tức nghĩa là không có muối amoni. Còn đây ta thấy là nó lớn hơn 0, nên có muối amoni.
Ở đây chúng ta đi bảo toàn e thôi. Chúng ta sẽ suy ra được e nó bằng là bằng 8. E bằng 8 thì khí đây là N2O. Đáp án câu này ta chọn sẽ là đáp án B. Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 2 amino đơn chức mạch hở, cần vừa đủ 0,6 mol oxy, thu được tổng khối lượng CO2 và nước bằng 24 gam. Giá trị của m yêu cầu chúng ta đi tìm khối lượng của amin. Thì câu này là thấy là nhiều em làm sai như thế này. Các em lấy 24 gam, các em trừ đi khối lượng của oxy ra đáp án. Ở đây là cách làm sai mấy em. Tại vì khi đốt amin, ngoài sản phẩm cháy là CO2 và nước ra thì còn có khí nitơ nữa. Do đó là để bảo toàn khối lượng thì em phải cần có số mol của nitơ. Bài này thầy sẽ xử lý theo hai cách như sau. Cách 1, đó là thầy đặt công thức chung của amin. Vì đề bài cho đây là amin no đơn hở nên đặt được công thức của amin là CnH2n cộng 3n. Khi đó là chỉ cần ghi phương trình cháy ra thôi em. Tiếp theo là thầy đi lập tỷ lệ, lấy số mol của oxy đề bài cho này chia cho cái hệ số chỗ này. Lấy tổng khối lượng của CO2 và nước đề bài cho này chia cho 44 nhân n cộng 18 nhân hệ số này. Ở đây chúng ta dễ dàng suy ra được n bằng 1,5. Chúng ta ra được cái công thức chung của amin. Rồi ta suy ra được khối lượng của amin. Rồi ra được cái công thức chung là C1,5H6N. Số mol của amin thì dễ thôi mấy em, ta kê từ oxy qua. Lấy oxy chia cho cái hệ số chỗ này. Với n trung bình là 1,5 này thì chúng ta sẽ có được số mol của amin, ra được khối lượng là 7,6 gam. Cách 2. Cách 2 là thầy sẽ đi tìm số mol của amin để thầy ra được số mol của nitơ. Khi đó thầy lấy khối lượng của carbon cộng khối lượng hydro cộng khối lượng nitơ là ra được khối lượng của amin. Tìm mol CO2 và nước trước. Một quy trình theo khối lượng, một quy trình theo bảo toàn ô. Dễ dàng suy ra được là mol CO2 và nước. Tại đây chúng ta sẽ suy ra được số mol của amin. Amin này no đơn hở, ta lấy số mol nước trừ số mol của CO2 chia cho 1,5 bằng 0,2 mol. Vậy amin này đơn chức thì chứa một nitơ rồi, thì số mol nitơ bằng 0,2 luôn. Thì đó ta suy ra khối lượng của amin bằng carbon cộng hydro cộng nitơ 7,6 gam. Đáp án sẽ là C. Câu 24. Nhỏ hết 60 ml dung dịch nhôm sunfat 1M và 105 ml dung dịch natri hydroxit 2M. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa? Ở đây là một câu bài toán muối nhôm tác dụng với OH trừ. Thì cái cách làm chúng ta đi lập tỷ lệ trước để xác định xem coi kết tủa bị tan một phần hay là chưa bị tan. Vậy tôi lấy số mol OH trừ chia số mol nhôm 3 cộng ra bằng 1,75, nhỏ hơn 3 các em. Nhỏ hơn 3 nghĩa là chứng tỏ là AL3 cộng dư. AL3 cộng dư thì kết tủa ta phải tính theo OH trừ. Vậy số mol kết tủa bằng số mol OH trừ chia 3, 0,07 mol. Suy ra khối lượng kết tủa bằng 5,46 gam. Đáp án sẽ là B. Câu 25. Thủy phân este đơn chức mạch hở ít có công thức phân tử là C4H6O2 trong môi trường axit, thu được các sản phẩm hữu cơ đều là hợp chất no. Lưu ý ha, các sản phẩm hữu cơ thu được đều là hợp chất no. Vậy chúng ta sẽ có các công thức sau. Đấy, về trường hợp này thì cho ra là axit acetic và aldehyde acetic. Công thức thứ hai cho ra axit formic và aldehyde propionic. Trường hợp thứ ba là cho ra axit formic và acetone. Đây là các hợp chất đều no. Cho cả các hợp chất đều no hết. Vậy đáp án câu này sẽ là B. Câu 26. Cho dung dịch chứa 14,04 gam valin tác dụng vừa đủ với dung dịch kali hydroxit, thu được dung dịch ít. Cho toàn bộ dung dịch ít tác dụng với axit lauryl khô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được bao nhiêu gam muối khang? Valin chứa một chất axit nên số mol valin
bằng luôn với số mol của kali hydroxit 0,12 mol. Khi cho dung dịch ít tác dụng với axit lauric đó, thì thu được hai muối, đó là muối clorua của valin và muối clorua của kali. Mà số mol valin và số mol kali chúng ta đều có hết rồi, thì chúng ta dễ dàng sẽ ghi được khối lượng muối thôi. Đó là 27,36 gram. Câu A. Câu 27. Thí nghiệm nào sau đây sinh ra chất khí? Thì thấy đáp án B là không xảy ra phản ứng rồi này. Cho natri hydroxit vào nước cứng vĩnh phủ là không xảy ra phản ứng rồi. Đáp án D là cũng không xảy ra phản ứng luôn rồi này. Đồng không tác dụng được với axit lauric dù cho đặc nóng. Ở đáp án C, nhiệt phân nhomo hydroxit thì cho cả là nhomoxit và nước. Vậy đây chỉ còn lại đáp án A ở thể sinh ra khí thôi. Vậy ở cái đáp án A cho ra khí là hydrochlorua. Đây là phản ứng điều chế khí hydrochlorua ở chương trình lớp 10. Đáp án câu này sẽ là A. Câu 28, hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm natri, baryoxit và nhomoxit vào lượng nước dư, thấy thoát ra 1,344 lít khí hydro, đồng thời thu được dung dịch ít và còn lại 2,04 gram rắn không tan, sục khí CO2 dư vào ít, thu được 21,84 gram kết tủa, giá trị của m. Ở đây câu hỏi này bản chất là người ta lấy natri và BaO tác dụng với nước cho ra ion OH trừ, sau đó là nhomoxit tác dụng với ion OH trừ, nhưng mà còn dư lại nha, đây là còn dư lại là 2,04 gram. Vậy chất rắn không tan ở đây chính là nhomoxit dư. Dễ dàng sẽ được mol nhomoxit dư. Bảo toàn E, chúng ta sẽ tìm được số mol của natri. Dung dịch ít sẽ gồm hai chất, đó là natri aluminat và bari aluminat. Khi thổi khí CO2 dư, ở đây ta cho CO2 dư nha, vào dung dịch ít thì chỉ thu được kết tủa nhôm hydroxit thôi. Vì CO2 đã dư rồi nên không thể nào thu được kết tủa bari carbonat được. Ở đây chúng ta bảo toàn nguyên tố nhôm, chúng ta sẽ có được số mol nhôm oxit ban đầu. Ta lại bảo toàn nguyên tố nhôm trong dung dịch ít một lần nữa để chúng ta tìm số mol của bari aluminat. Số mol bari aluminat nó bằng luôn với số mol của bari oxit. Vậy thì chúng ta suy ra khối lượng ban đầu là 31,32 gram. Đáp án sẽ là B. Có hai phản ứng mà thầy nhắc lại cho chúng ta, đó là nhôm oxit tác dụng với natri hydroxit này. Và phản ứng thứ hai đó là CO2 tác dụng với ion aluminat tái tạo lại cái kết tủa nhôm hydroxit. Câu 29. Tiến hành các bước thí nghiệm. Bước 1. Cho dung dịch saccharose và axit sulfuric loãng vào ống nghiệm. Bước 2, đun nóng ống nghiệm trong 2 đến 3 phút để nguội và thêm natri hydrocarbonate vào đến khi hết thoát khí. Bước 3, thêm dung dịch bạc nitrat trong ammoniac vào dung dịch trong ống nghiệm rồi đun nóng nhẹ. Yêu cầu chúng ta chọn phát biểu đúng về thí nghiệm trên. Đáp án A, mục đích của thí nghiệm là chứng minh saccharose có phản ứng trắng bạc. Đây là đáp án sai, vì saccharose không có phản ứng trắng bạc. Mục đích của thí nghiệm để chứng minh saccharose có tham gia phản ứng thủy phân. Câu B, vai trò của natri hydrocarbonate là để cho phản ứng ở bước 1 sẽ ra nhanh hơn, là sai. Natri hydrocarbonate ở bước 2 dùng để trung hòa axit sulfuric còn dư. Câu C, có thể thay các chất ban đầu bằng saccharose rắn và axit sulfuric đặc để rút ngắn thời gian thí nghiệm. Câu này là sai. Axit sulfuric đặc có tính háo nước. Khi chúng ta cho vào saccharose rắn sẽ hút hết nước trong saccharose, làm cho saccharose bị hóa than nên không xảy ra phản ứng thủy phân được. Câu D, có thể thay thế dung dịch axit sulfuric loãng bằng dung dịch HCl loãng. Câu này là đúng. Câu 30. Nhỏ từ 500 ml dung dịch hỗn hợp natri carbonate 0,4 m và kali hydrocarbonate 0,6 m vào 600 ml dung dịch axit sulfuric 0,35 m, thu được V lít khí CO2 và dung dịch Y.
cho dung dịch bari cloru dư vào y thu được m gam kết tủa, biết cấp ứng xảy ra hoàn toàn, yêu cầu tiềm tích của khí CO2 và khối lượng kết tủa. Ta lưu ý là bài toán cho từ dung dịch chứa ion CO3 2 trừ và ion HCO3 trừ vào dung dịch chứa H cộng, do đó là xảy ra cùng lúc hai phản ứng sau. Đây, hai phản ứng đều tạo ra khí. Và cách giải của trường hợp này là chúng ta đi lập tỷ lệ số mol phản ứng của ion CO3 2 trừ và ion HCO3 trừ. Thầy gọi AB lần lượt là số mol phản ứng của CO3 2 trừ và HCO3 trừ. Khi đó ta đặt vào phương trình phản ứng. Từ đây dễ dàng ta suy ra được hệ phương trình. 2A cộng B bằng 0,42 là theo số mol của H cộng. A chia B là tỷ lệ số mol phản ứng bằng tỷ lệ số mol ban đầu. Dễ dàng tìm được AB. Vậy chúng ta thấy số mol ban đầu của ion CO3 2 trừ là 0,2 này, nhưng phản ứng chỉ có 0,12 thôi. Nên còn dư 0,08, đây 0,2, 0,12. HCO3 trừ ban đầu là 0,3, phản ứng là 0,18, dư 0,12. Từ đây chúng ta dễ dàng suy ra được thể tích khí CO2, mol CO2 bằng A cộng B nha. CO3 2 trừ dư 0,08. Vậy kết tủa gồm hai kết tủa là bari sunfat và bari carbonat. Khối lượng kết tủa là 64,69 gam. Đáp án câu này là C. Câu 31 là một câu sơ đồ phản ứng với chất X ban đầu là C5H8O4 chứa hai chất ester. Thì ở câu này thầy thấy từ phương trình 4 thầy sẽ suy ra được X3 là ancol ethylic. Vì X3 sinh ra từ chất X nên X3 này là ancol. X1, X2 là muối. Đề bài cho X3 và X5 có cùng số nguyên tử carbon mà X3 là 2C rồi và X5 cũng là 2C. Vậy thì suy ra được X5 là HOCH2COOH. Vậy dẫn đến là X1 này nè, nó chỉ còn 1C thôi. Vậy suy ra được X4 chính là axit formic. Vậy công thức của X sẽ là HCOOCH2COOCH5. Phát biểu nào sau đây đúng? Câu A, chắc X không có phản ứng tráng gương. Câu này là sai. X chứa một gốc axit formic nên tham gia phản ứng tráng gương. Câu C, X4 là hợp chất tạp chất, là sai rồi. X4 là axit formic, đây là hợp chất đơn chất. Câu D, ở nhiệt độ thường X3 hòa tan đồng hai hydroxit thu được chất màu xanh lam là sai. Ancol ethylic không hòa tan được đồng hai hydroxit. Vậy đáp án câu này sẽ là B. Vì em thấy X5 này có một chất ancol và một chất axit nên một mol X5 sẽ cho ra một mol hydro. Câu 32. Cho hỗn hợp X chứa hai ester đều đơn chất trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chất. Đun nóng 0,15 monit, cần dùng 180 ml dung dịch natri hydroxit 1M. Trưng cắt dung dịch sau phản ứng thu được ancol ethylic và 14,1 gam hỗn hợp Y gồm 3 muối. Phần trăm khối lượng của ester có khối lượng phân tử lớn hơn trong X là. Vậy thì đối với một cái bài tập ester mà người ta cho chúng ta số mol ester và số mol của natri hydroxit phản ứng thì chúng ta phải đi lập tỷ lệ. Vậy thầy lập tỷ lệ. Ta thấy số mol của natri hydroxit chia số mol ester bằng 1,2. Ở đề bài cho hai ester đều đơn chất. Nếu mà hai ester đơn chất bình thường chỉ cộng một NaOH thôi. Ở đây là 1,2. Vì chứng tỏ là trong hai ester này có ester của phenol. Thì đó là đặt công thức của hai ester như sau. Y là ester tạo bởi ancol ethylic và Z là ester của phenol. Để chúng ta lập hệ ta tìm A và B. A là 0,12, B là 0,03. Vậy cái hướng ở đây là thầy cần đi tìm khối lượng của hai cái ester này. Sau đó thầy lấy số mol thầy nhân cho m lớn của từng ester và thầy đi biện luận thôi. Vậy muốn tìm được khối lượng của hai ester đó, thầy đi bảo toàn khối lượng. Đề bài cho khối lượng muối rồi này. Chúng ta đã có được số mol của ancol ethylic rồi. Ester phenol thì cho ra nước cũng đã có số mol luôn rồi. Vậy thì dễ dàng chúng ta sẽ tìm được khối lượng của hai ester bằng 12,96 gam.
Tới đây thầy đi biện luận m lớn của 2st. Lấy 0,12 nhân cho m lớn của sty cộng 0,03 nhân m lớn của stz bằng 12,96. Dễ dàng thầy suy ra được m lớn của y bằng 74 và m lớn của z bằng 136. 2st chúng ta cần tìm là HCO C2H5 và CH3CO C6H5. 2st này cũng thỏa điều kiện của đề bài luôn ha, thu được 3 muối nè. Anh này cho ra muối nitri format, dưới này cho ra muối nitri acetate và nitri phenolate. Từ đây chúng ta suy ra được phần trăm khối lượng của este lớn hơn, đó là phần trăm khối lượng của C8H8O2 31,48%, đáp án sẽ là D. Tuy nhiên ở câu hỏi này người ta yêu cầu là chỉ tìm khối lượng của este có bằng tới khối lớn hơn thôi. Thì chúng ta cũng không cần phải suy ra cái công thức của 2st đâu. Tới đây ta tìm được m lớn của y và m lớn của z, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm luôn được cái phần trăm khối lượng của sắt ở chỗ này rồi. Nhưng đây thầy vẫn suy ra công thức của 2st để cho chúng ta thấy. Câu 33. Nung hỗn hợp ít gồm nhôm và sắt 3 oxit trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được 40,1 gram hỗn hợp y, cho toàn bộ y vào dung dịch nitri hydroxit loãng dư, thu được 2,016 lít khí hydro và còn lại 26,24 gram rắn không tan. Hiệu sức phản ứng nhiệt nhôm. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm hiệu sức phản ứng. Thì hiệu sức phản ứng bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. Như vậy chúng ta cần phải đi tìm số mol ban đầu của nhôm và sắt 3 oxit, tìm thêm số mol phản ứng nữa, sau đó chúng ta sẽ đi tính hiệu sức phản ứng. Trong hỗn hợp y sẽ chứa các chất sau, đó là nhôm dư, sắt 3 oxit dư, nhôm oxit và sắt. Vậy thì khi cho cái hỗn hợp y này qua dung dịch nitri hydroxit thì nhôm oxit và nhôm dư tan. Nhôm tác dụng với nitri hydroxit cho ra khí hydro. Vậy chất rắn không tan ở đây chính là sắt 3 oxit và sắt. Vậy từ đó dễ dàng thì tìm được số mol của nhôm dư là 0,06 mol. Dựa vào khối lượng của hỗn hợp y là 40,1 gram này, 26,24 này là khối lượng của sắt 3 oxit và sắt rồi. Vậy thì sẽ dễ dàng thì tìm được số mol của nhôm oxit ở đây, 0,12. Vậy em thấy tới đây chúng ta chỉ cần bảo toàn nguyên tố nhôm là chúng ta ra được số mol của nhôm ban đầu. Mà trong phản ứng nhiệt nhôm đó thì khối lượng được bảo toàn không em, nghĩa là khối lượng ít và khối lượng y bằng nhau. Vậy thì khối lượng ít cũng chính là 40,1 gram. Chúng ta đã có được số mol nhôm ban đầu rồi, thì dễ dàng chúng ta suy ra được số mol của sắt 3 oxit là 0,2 mol. Vậy em ta đã có số mol ban đầu hết rồi. Số mol phản ứng chính là chỗ Al2O3 đây. Tới đây chúng ta chỉ cần ghi phản ứng nhiệt nhôm ra thôi. Rồi đặt số mol phản ứng vào. Về hiệu sức phản ứng, tính theo nhôm hay tính theo sắt 3 oxit? Thì chúng ta lấy số mol ban đầu của nhôm là 0,3 này, chia cho 2 là 0,15. Nhỏ hơn số mol ban đầu của sắt 3 oxit là 0,2, chia hệ số đây là 1. Do đó hiệu sức phản ứng phải tính theo nhôm. Về hiệu sức phản ứng là 80%. Đáp án câu này là C. Câu 34 là một câu yêu cầu chọn số phát biểu đúng. Ý A, bột nhôm trộn với bột sắt gọi là hỗn hợp Tetmix. Ý này đúng. Ứng dụng của hỗn hợp Tetmix là dùng để hàn đường ray xẻ lửa. Ý B, Berry không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao. Ý này đúng. Berry là thuộc nhóm kim loại kiềm thổ. Ý C, công thức của thạch cầu nung là CaSO4. Này là sai. CaSO4 là thạch cầu khang. Thạch cầu nung là CaSO4 ngậm một nước. Ý D, canxi hydroxit là một baza mạnh, trong công nghiệp được dùng sản xuất ammonia. Này là đúng. Ý E, hợp kim li ti nhôm siêu nhẹ được dùng trong kỹ thuật hàng không. Ý này đúng. Ý F, trong dung dịch ion sắt 2 khử được ion bạc. Ý này đúng.
ta có quy trình phản ứng ở dưới F này. Sắt 2 cộng Ag cộng cho ra sắt 3 cộng Ag, thì trong phản ứng này sắt 2 đóng vai trò là chất khử và Ag cộng đóng vai trò là chất oxy hóa, nên sắt 2 khử được ion Ag cộng. Đáp án câu này là C. Câu 35, cho hỗn hợp E gồm X C6H16O4N2 và Y C9H23O6N3. Y là muối của axit glutamic tác dụng với dung dịch kali hydroxit, thu được 7,392 lít hỗn hợp 2 amino kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Và dung T, cô cạn T thu được M gam hỗn hợp G gồm 3 muối khen, trong đó có 2 muối có cùng số nguyên tử carbon và không có muối của axit carboxylic 2 chích. Tìm khối lượng muối. Trước hết, hãy đi tìm số bi trong X và Y. X và Y đều không bi, chứng tỏ là trong X và Y đều chứa liên kết ion. Tiếp theo, hai amin đề bài cho là M trung bình bằng 35 phẩy mấy đó, chúng ta ra được hai amin là metinamin và ethinamin, dễ dàng tìm được số mol luôn. Thầy dựa vào cái Y, thầy tìm cái Y trước. Y là muối của axit glutamic. Vậy em nhớ này, axit glutamic có 5 sợi, chứa 2 chất axit và 1 chất amino. Mà ta thấy đề bài cho tới 6 oxy. À, như vậy thì có nghĩa là cái chất amino chỗ này này sẽ gắn vào một gốc axit nữa. Đề bài cho đây là N3, Y có 3 nguyên tử nitơ mà axit glutamic là chỉ có 1 nitơ thôi. Vậy thì hai cái đầu axit của axit glutamic này sẽ gắn hai cái amin. Vậy thì đưa ra công thức của Y như sau. Chỗ này gắn vào đây là axit acetic và hai đầu axit của axit glutamic đó gắn metinamin. Tới đây chúng ta dựa vào cái ý là ba muối thu được thì có hai muối cùng số nguyên tử carbon. Y này đã tạo bởi axit acetic là hai carbon rồi. Vậy thì buộc X này cũng phải tạo từ những hợp chất chứa hai carbon. Để từ đó thầy suy ra được công thức của X. Thì X được cấu tạo bởi axit acetic, glycerin và ethinamin. Vậy tới đây chúng ta suy ra số mol thôi. X chứa một gốc ethinamin với số mol là 0,11 mol. Y chứa hai gốc metinamin với số mol bằng 0,22 chia 2 là 0,11 mol. Đây ta dễ dàng suy được khối lượng muối là 58,52 gram. Đáp án sẽ là A. Câu 36 là một câu đồ thị điện phân. Khi điện phân dung dịch chứa ion Cu2 cộng và ion Cl trừ thì có hai dạng đồ thị thường gặp. Dạng thứ nhất là nếu gấp khúc đầu tiên mà ngay chỗ này nhô lên thì Cu2 cộng dư, nếu gấp khúc này lõm xuống thì Cl trừ dư. Vì ở câu hỏi này ta thấy cái gấp khúc chỗ này này, ngay khúc chỗ này nhô lên. Vậy thì ở câu hỏi này Cu2 cộng dư. Vậy ở đây thầy sẽ xét cái giai đoạn điện phân từ 0 đến tơ dây. Đó chính là cái đoạn màu vàng, giai đoạn khí tăng lên bằng màu vàng. Thì ở cái giai đoạn này Cu2 cộng đã dư, do đó là Cl trừ sẽ điện phân hết. Vậy số mol khí 0,1 ở đây chính là số mol khí clo. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được số mol Ne là 0,2 mol. Thầy sẽ xét cái giai đoạn tiếp theo là từ T đến 4 tơ dây. Từ T đến 4 tơ dây thì bên cathode Cu2 cộng tiếp tục điện phân và bên anode trường hợp này chỉ có nước điện phân thôi, vì Cl trừ đã điện phân hết ở thời gian tơ dây rồi. Từ T đến 4T
thì thời gian điện phân là 3 tơ giây. Mà tơ giây đó thì số mol NE là 0,2. Vậy 3 tơ giây số mol NE sẽ là 0,6. Để từ đó thầy suy ra được số mol của khí oxy là 0,15 mol. Em nhận thấy từ T đến 4 T thì khí tăng từ 0,1 mol lên 0,35 mol. Vậy tăng thêm 0,25 mol nữa. Mà oxy chỗ này đã lấy hết 0,15 rồi. Vậy còn lại 0,1 chính là của khí hydro bên cathode. Vậy từ đây thầy suy ra được số mol của hydro. Yêu cầu của đề bài, nếu điện phân dung dịch ít trong thời gian 3 tơ giây thì dung dịch sau điện phân đó hòa tan được bao nhiêu gam nhôm? Thì mấy em nhận thấy này, từ T đến 4 T cũng đúng bằng cái thời gian điện phân là 3 tơ giây luôn. Vậy trong 3 tơ giây này, bên anode có sinh ra H cộng, bên cathode có sinh ra OH trừ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm số mol H cộng và số mol OH trừ, xem coi ion nào còn dư lại để hòa tan nhôm. Vậy từ đây thầy suy ra được số mol của H cộng là 0,6 mol. Và suy ra được số mol của OH trừ từ khí hydro kê qua đó là 0,2 mol. H cộng lớn hơn. Vậy ta suy ra mol H cộng dư là 0,4 mol. Vậy ta suy ra khối lượng của nhôm là 3,6 gram. Vì trường hợp này là dung dịch sau điện phân, sau 3 tơ giây đó, chứa ion H cộng. Vậy đáp án câu này sẽ là A. Câu 37. Hỗn hợp ít chứa các este đều mạch hở, gồm 2 este đơn chức và 1 este đa chức, không no chứa một liên kết đôi CNOC. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol nít, cần dùng 1,04 mol oxy, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol nước. Nếu thủy phân ít trong natri hydroxit, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử carbon và hỗn hợp rắc chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn hơn trong ít là. Thì đối với một cái câu hỏi khó thì chúng ta phải cần đi xử lý ở hai cái. Một là ta xử lý về số liệu, hai là chúng ta phải xử lý về các thông tin của đề bài. Ở số liệu ở đây đề bài cho này, 0,24 mol nít này, cho số mol oxy đem đốt này, cho số mol CO2 và nước thu được này. Còn thông tin về các este đó, là este đa chức có một liên kết đôi C nối C này. Ở khi ba este này cộng với NaOH này, thu được hai ancol cùng số nguyên tử carbon. Đây, hai ancol cùng số nguyên tử carbon, đây là những thông tin quan trọng. Rồi, hỗn hợp rắc đó chỉ chứa có hai muối thôi. Rắc chứa có hai muối. Như vậy bây giờ thầy sẽ tiến hành thầy đi xử lý về cái số liệu trước. Bảo toàn khối lượng, thầy sẽ tìm được khối lượng của ít là 22,04 g. Vì đề bài hỏi phần trăm khối lượng mà, thì chắc ăn phải có khối lượng của hỗn hợp rồi. Thì đi bảo toàn nguyên tố oxy để thầy tìm được cái số chức este. Số mol chức este bằng 0,29 mol. Tiếp theo, thầy đi tìm số xơ trung bình. Xơ trung bình của 3 este bằng 3,875. Vậy thì nhỏ hơn 3,875 có thể là este 2C hoặc este 3C. Nhưng trường hợp này chúng ta không thể chọn este 2C được. Vì nếu chọn este 2C thì cho ra ancol là metanol. Metanol chỉ có 1C thôi. Và chỉ duy nhất có metanol là chứa một nguyên tử carbon. Không còn ancol nào chứa một nguyên tử carbon nữa. Mà đề bài cho hai ancol phải có cùng số nguyên tử carbon mà. Vậy trường hợp này chỉ có thể là este nhỏ nhất là 3C. Đó là HCOCH5. Vậy ancol còn lại chính là ethylene glycol. Tới đây, thầy đặt được công thức của 3 este như sau. Este đầu tiên là HCOCH5 là amol, thứ hai là RCOCH5 là bimol, và thứ ba đó chính là HCOCH2CH2 OOCR là cmol. Ở đây đề bài nói là hỗn hợp rắc chỉ chứa có hai muối, do đó là cái góc R của este đơn chức và góc R của este hai chức là giống nhau. Rồi bước tiếp theo là thầy chỉ đi cần tìm số mol của từng este thôi. Và thầy đi bảo toàn carbon để mà thầy tìm cái C của R thôi là coi như là xong bài toán. Phương trình đầu tiên là theo số mol hỗn hợp
không có 24 mol. Phương trình thứ hai là theo số mol nhóm chất, đây ester hai chất nên đây là 2C. Và cái thứ ba là theo cái công thức bi. Dễ dàng suy ra được ABC. Ở tới đây thầy đi bảo toàn số C để thầy tìm được cái C của R. Thầy tìm được CR bằng 2 và suy ra góc R chính là góc vinin. Vậy thầy suy ra được phần trăm khối lượng của este đơn chất có phần tử khối lớn hơn. Đáp án sẽ là 13,61%. Đáp án là gì? Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gram hỗn hợp gồm nhôm, magie, sắt hoặc kẽm vào 100 gram dung dịch gồm kali nitrat 1M và axit sulfuric 2M. Thu được dung dịch ít chứa 43,25 gram muối trung hòa và hỗn hợp khí Y. Trong đó hydro chiếm 4% khối lượng Y. Cho một lượng kali hydroxit vào ít, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủ rách, không có khí thoát ra. Nung rách trong không khí đến khối lượng không đổi, được 12,6 gram chất rắn. Xác định nồng độ phần trăm của sắt 2 sunfat trong dung dịch ít. Vậy để tìm được nồng độ phần trăm của sắt 2 sunfat, chúng ta cần phải đi tìm số mol của sắt 2 sunfat và tìm khối lượng dung dịch sao. Thầy sẽ phân tích cái m dung dịch sao trước. M dung dịch sao thì bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi. Chất tan là 8,6 gram, dung môi là 100 gram, trừ đi khối lượng khí. Khối lượng khí ta chưa có. Vậy muốn tìm được khối lượng khí Y, chúng ta phải dựa vào khối lượng của hydro. Hydro chiếm 4% khối lượng của khí Y mà. Vậy nếu có được khối lượng hydro, chúng ta chia cho 4% là ra được khối lượng của Y. Đây sẽ đi vào xử lý bài toán như sau. Khi cho dung dịch kali hydroxit vào ít thì không có khí thoát ra. Vậy chứng tỏ là trong dung dịch ít không có ion NH4+. Cái này quan trọng ha. Thầy tiến hành đặt số mol của kali nitrat là amon, số mol của axit sulfuric là 2 amon và số mol của hydro là bmol. Thì dựa vào khối lượng muối dễ dàng thì tìm được A. Vì chúng ta nói là trong muối không có ion NH4+. Vậy lúc này muối chỉ chứa các kim loại, ion kim loại ban đầu là nhôm, magie, sắt và kẽm. Khối lượng của kali và khối lượng của góc SO4. Từ đây suy ra được A bằng 0,15. Tới đây thầy để đi bảo toàn khối lượng một lần nữa để thầy đi tìm khối lượng của hydro. Trong cái biểu thức này em thấy nè, nếu thầy gọi B là số mol của hydro thì khối lượng của khí Y sẽ bằng khối lượng hydro chia cho 0,04, chính là 4% đó, là ra được khối lượng của Y. Số mol nước là 0,6 trừ 2B. Cái chỗ này là đi bảo toàn hydro thôi. Đi bảo toàn hydro thì chúng ta có được số mol nước sẽ bằng 0,6 trừ 2B chia 2 nhân cho 18, thì còn lại đây là 9 nhân cho 0,6 trừ 2B. Vậy suy ra được B bằng 0,140625 mol. Vậy coi như tới đây chúng ta đã tìm được m dung dịch sau rồi. Để có được số mol hydro nè, lấy số mol này nhân cho m lớn của hydro chia lại cho 4% là ra được khối lượng Y. Từ đó chúng ta tiến hành tìm được m dung dịch sau rồi. Bước tiếp theo là chúng ta cần đi tìm số mol của sắt 2 sunfat. Thầy phân tích dung dịch ít như sau. Dung dịch ít gồm K cộng SO4 2 trừ. Ở đây có sắt 2 sunfat thì ghi đây là sắt 2, thầy đặt là ít mol. Chúng ta cần đi tìm chữ ít này đây. Khi cho kali hydroxit vào dung dịch ít thì thu được cái kết tủa có sắt 2 hydroxit. Kèm chú ý tới sắt 2 thôi nha, sắt 2 hydroxit. Khi nung cái kết tủa này trong không khí thì sắt 2 chỗ này nhường e cho oxy trong không khí để lên sắt 3.
Như vậy thì cái oxy trong cái rác thải này này, oxy trong rác thải, oxy trong rác thải nó sẽ gồm oxy trong không khí cộng với cái oxy được sinh ra từ cái ô hấp trự. Oxy trong rác thải thì dễ dàng chúng ta tìm được rồi. Lấy khối lượng của rác thải là đề bài cho đây 12,6 gram trừ đi khối lượng của kim loại là 8,6 chia cho 16 là ra được số mol của oxy trong rác thải. Vậy 0,25 mol này sẽ bằng oxy chuyển từ OH trừ qua cộng với một lượng oxy trong không khí. Vậy thì ta đi bảo toàn điện tích, chúng ta sẽ ra được số mol của OH trừ là 0,45 mol. Thì chỗ này chúng ta hiểu nó như thế nào. Vậy thì rõ ràng cái điện tích dương chỗ này, em nhìn trong dung dịch ít này, điện tích dương của sắt 2 cộng với điện tích dương của RN cộng cộng với số mol điện tích dương của K cộng bằng 0,3 nhân 2, ta bảo toàn điện tích thôi. Khi cho cái OH trừ vào đây thì cái OH trừ chỗ này này chỉ tác dụng với các ion kim loại này thôi. Ion kim loại này thôi. Mà OH trừ có một điện tích. Do đó là số mol của OH trừ bằng luôn với số mol của điện tích dương ở chỗ này. Đấy, vậy thì chúng ta đi bảo toàn điện tích, chúng ta sẽ có được mol OH trừ sẽ bằng 2 lần số mol gốc SO4 2 trừ trừ đi số mol của K cộng 0,45 mol. Khi nung cái kết tủa này trong không khí thì sẽ xảy ra cái phản ứng sao? Đấy, em thấy FeO sẽ lấy một oxy trong không khí để lên Fe2O3. Chúng ta đã đặt đây là x mol rồi. Vậy thì dẫn đến là số mol của oxy trong không khí là 0,5x. Tới đây thì dễ dàng thầy suy ra được cái biểu thức sau. Vậy số mol oxy trong sắt này nó bằng số mol oxy chuyển từ OH trừ, mà OH trừ ở đây có một điện tích thôi, một trừ, còn oxy này là hai trừ. Vậy để bảo toàn điện tích chúng ta phải lấy số mol OH trừ chia 2 cộng với cái oxy trong không khí là 0,5x, dễ dàng suy ra được x bằng 0,05 mol và đây cũng chính là số mol của sắt 2 sunfat. Vậy đã có được số mol rồi, chúng ta dễ dàng suy ra được nồng độ phần trăm của sắt 2 sunfat là 7,48%. Đáp án câu này sẽ là B. Nào vào câu tiếp theo. Câu 19, một câu yêu cầu chọn số phát biểu đúng. Phát biểu thứ nhất, axit béo là các axit monocarboxylic có số nguyên tử carbon chẵn, mạch không phân nhánh. Ý này đúng. Ý số 2, glycin và methyl ammoni acetate đều có tính lượng tính. Methyl ammoni acetate chính là CH3, CuO, NH3, CH3. Vậy ý này là đúng. Ý 3, nhỏ dung dịch iốt vào miếng bông nõn xuất hiện màu xanh tím, ý này là sai. Bông nõn ở đây chính là cellulose, iốt không có phản ứng với cellulose. Ý số 3, oxy hóa glucose thu được sorbitol, ở đây cũng sai luôn. Phải là hydro hóa glucose mới thu được sorbitol, nghĩa là cho glucose phản ứng với hydro, xúc tác là niken tơ độ thì mới thu được sorbitol. Ý số 5 đúng. Ý số 6 đúng. Vậy đáp án câu này sẽ là C. Ta qua câu 40. Câu 40 thì chúng ta thực hiện ba cái thí nghiệm với hai chất X và Y. Cho hai chất X, Y có số mol bằng nhau. Lần lượt tiến hành các thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là cho X, Y tác dụng với dung dịch natri hydroxit dư thu được A1 kết tủa. Thí nghiệm 2 cho X, Y tác dụng với NH3 dư thu được B mol kết tủa. Và thí nghiệm 3 cho X, Y tác dụng với bạc nitrat dư thu được C mol kết tủa. Với điều kiện là A nhỏ hơn B nhỏ hơn C. Yêu cầu xác định hai chất X và Y. Thì ở câu hỏi này các em chỉ cần ghi phương trình phản ứng ra. Cách làm đơn giản nhất là em ghi phương trình phản ứng ra và các em đi tìm số mol thôi của kết tủa thôi. Khi đó chúng ta áp vào cái điều kiện là A nhỏ hơn B nhỏ hơn C, khi đó chúng ta suy ra được cái đáp án. Để đơn giản, thầy sẽ cho hai chất X, Y đều có số mol là 1 mol. Chúng ta sẽ có cái bảng sau. Vậy đối với đáp án A này, khi cho natri hydroxit vào, ta thu được 1 mol đồng 2 hydroxit và 1 mol sắt 2 hydroxit. Nhưng khi cho NH3 dư vào đó, thì chỉ thu được 1 mol
kết tủa sắt 2 hydroxit thôi. Lưu ý là đồng 2 hydroxit tan trong dung dịch NH3 dư. Vậy đáp án A này lỗi. Đáp án B tương tự như vậy, cũng lỗi. Đáp án C lỗi luôn. Vì A bằng B lỗi, theo đề bài thì cho A phải nhỏ hơn B. Và cuối cùng ở câu hỏi này đáp án thỏa ở đây thì sẽ là đáp án D. Thầy đã sửa xong một số câu hỏi trong đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia môn hóa đề số 1. Các em xem lại bài giảng và rút kinh nghiệm. Cuối cùng, chúc các em học tập tốt.